thành tựu kinh tế ở Việt Nam, tờ Asian Correspondent cho rằng Việt Nam không chỉ trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, mà còn được xếp hạng thứ hai sau Ấn Độ trong danh sách các nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Đó là chiến lược đa dạng hóa, kể cả đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp và đa phương hóa thị trường xuất khẩu. Dân số Việt Nam tăng nhanh với nguồn nhân lực trẻ tài năng. Vị trí địa lý của Việt Nam cho phép phát triển thương mại đường biển với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Chi phí vận hành tương đối thấp và lao động giá rẻ. Vì thế, Việt Nam là đất nước rất hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia và các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2017 là năm rất thành công đối với Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2017 của Việt Nam ước tính tăng 6,81%, vượt các dự báo và kế hoạch đề ra, là mức cao nhất trong 10 năm qua. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, trong năm 2018, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, sẽ phát triển ngành sản xuất và GDP của Việt Nam sẽ cao hơn mức trung bình ở châu Á. Kính thưa quý vị và các bạn, 6,8% đây là con số tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2017. Và cùng với những báo cáo kinh tế thì có thể nói năm 2017 là một năm thành công đối với kinh tế Việt Nam. Vậy thì những dự báo trong năm 2018 sẽ như thế nào? Thì ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế để cùng bàn luận về vấn đề trên. Chào ông, câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới ông đấy là ông có đánh giá như thế nào về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 ạ? Ngắn gọn nhất thì tôi cho rằng năm 2017 nền kinh tế Việt Nam đã phát triển có thể nói là vượt bậc. Kết quả đạt được cho năm 2017 nó đã cho chúng ta một cái dấu hiệu là nền kinh tế đang có phục hồi một cách vững chắc và nó đang tạo ra những cái triển vọng hay là một cái đà tăng trưởng cho một cái chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam. Vâng ạ, vậy thì trong năm 2018 sẽ có những xu thế phát triển mới như thế nào để tiếp tục cái đà phát triển năm của năm 2017 ạ? Thì cái đầu tiên chúng ta thấy đó là sự tăng trưởng đồng đều của cả ba khu vực, khu vực nông nghiệp, khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ. Cái điểm nữa mà chúng ta cũng thấy cần phải quan tâm đó là cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong cái năm 2017 đã cũng đạt tới cái mức kỷ lục là xấp xỉ là 13 vạn doanh nghiệp. Cái này nó chứng tỏ một cái niềm tin hay một cái sự hứng khởi trong kinh doanh của cộng đồng các cái doanh nghiệp và người dân Việt Nam, và cái xu thế này tôi tin rằng sẽ thể hiện và tiếp tục phát huy trong cái năm 2018. Cái điểm tiếp theo mà chúng ta cũng không thể bỏ qua đó là trong khi cái việc đầu tư của khu vực nhà nước, đầu tư từ ngân sách nhà nước, từ vốn tín dụng hay là đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước gặp khá nhiều khó khăn, thì thay vào đó đó là cái đầu tư của khu vực ngoài nhà nước đã có cái tốc độ tăng trưởng ngoạn mục với cái hiệu quả tương đối là cao, và như vậy thì nó cũng đã tạo ra một cái trụ cột về cái tăng trưởng kinh tế của khu vực tư nhân. Thì rõ ràng đây là những cái yếu tố mà có thể rất là tốt để cho thúc đẩy cái tăng trưởng cũng như là cái phát triển kinh tế xã hội cho cái năm 2018. Bên cạnh cái yếu tố về tăng trưởng kinh tế như vậy thì chúng ta thấy là cái xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2017 cũng lại đạt một cái kỷ lục, có thể nói là liên tiếp những kỷ lục đã được xác lập trong cái năm 2017. Thì rõ ràng ở đây là các cái yếu tố về kinh tế vĩ mô, yếu tố về các yếu tố tăng trưởng của năm 2017 nó chưa phải là đã khai thác hết và chắc chắn nó sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn trong năm 2018. Dạ vâng ạ. Và vậy thì dựa vào những cái dữ liệu cũng như là những dấu hiệu tích cực mà ông vừa mới chia sẻ thì liệu chúng ta có thể dự báo được những cái chỉ số trong năm 2018 không ạ? Thứ nhất đó là những cái thực tế trong cái năm 2017 mà chúng ta đã đạt được. Thứ hai là những cái định hướng, mục tiêu mà chính phủ và các cơ quan chức năng đã đặt ra. Cái thứ ba là đánh giá những cái tác động, cái biến động có thể có từ môi trường bên ngoài vào nền kinh tế Việt Nam, thì có thể dự báo là nếu như không có những cái biến động gì quá lớn thì cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng ta 2018 trước hết là chắc chắn là cao hơn so với năm 2017 và có thể là vượt cái mức 7% cho cả năm 2018. Cái vấn đề thứ hai đó là cái ổn định kinh tế vĩ mô thì chính phủ cũng đã khẳng định. Và tôi cho rằng chúng ta cũng nhiều yếu tố tiền đề để đạt được, bên cạnh là việc chúng ta điều hành cái chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá và các chính sách về quản lý giá một cách đồng bộ và hữu hiệu, thì chúng ta có thể là kiểm soát, kiểm chế lạm phát được. Chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng ở mức là dưới 4% như cái mục tiêu đã đặt ra. Cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế,
thì các cái xu thế liên quan tới giảm cái tỷ trọng cái khu vực nông nghiệp, tăng cái tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng và cái tỷ trọng dịch vụ, đặc biệt là liên quan đến phát triển dịch vụ, khi mà cái tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong cái năm 2017 đã quay trở lại cái mức xấp xỉ như là cái giai đoạn mà chúng ta có cái tăng trưởng cao năm 1995, tức là khoảng tầm trên 42% trong GDP. Thì đây là những cái yếu tố, những cái dấu hiệu rất là tốt. Chúng ta một mặt là dự báo lạc quan, tuy nhiên thì cũng cần phải đưa ra những phương án kịch bản và những cái cơ chế chính sách để làm sao đối phó với những cái biến động và những tác động tiêu cực từ bên ngoài và cái nền kinh tế Việt Nam. Dạ vâng ạ, vậy ông có thể nêu cụ thể những cái tiêu cực đấy là gì và chúng ta cần phải làm gì để có thể ngăn chặn cũng như là phòng tránh không ạ? Vâng, cái tiêu cực thì cái đầu tiên có thể nói đó là các cái biến động về địa chính trị. Chắc chắn sẽ tác động tới cái tăng trưởng và nói chung cũng như là tác động tới cái thương mại toàn cầu. Cái vấn đề thứ hai đó là những rủi ro liên quan đến cái tài chính toàn cầu. Hiện nay thì các cái rủi ro tích lũy, ví dụ liên quan đến vấn đề nợ công, nợ nước ngoài của rất nhiều các cái nước trên thế giới, hay là các cái vấn đề liên quan tới khủng hoảng tài chính có thể xảy ra. Cái vấn đề thứ ba liên quan không chỉ liên quan đến kinh tế thương mại, liên quan đến cái vấn đề tài chính thì các cái rủi ro toàn cầu như chúng ta cũng thấy, ví dụ như là liên quan tới các cái kết quả hay cái việc áp dụng của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì rõ ràng với một cái nền kinh tế như của Việt Nam, khi mà chúng ta bị hạn chế bởi vấn đề năng suất, chúng ta bị hạn chế bởi vấn đề công nghệ, rất nhiều những cái bộ phận của nền kinh tế Việt Nam thì chúng ta hiện nay vẫn đang nằm đâu đó ở cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thứ hai và thậm chí là lần thứ ba còn khá ít chẳng hạn. Thì cái việc tiếp cận với cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để làm sao mà tăng được cái năng suất, làm sao mà nâng cao được cái năng lực cạnh tranh, làm sao mà tiếp cận được với cái sự sáng tạo, những cái sản phẩm mới, những cái thành quả, những thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 chẳng hạn, là một cái việc cực kỳ khó khăn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi, và chúng ta mong rằng là Việt Nam sẽ còn phát triển hơn nữa và tránh được những rủi ro để phát triển kinh tế không chỉ trong năm 2018 mà còn nhiều năm sau nữa. Xin được cảm ơn ông. Bên cạnh câu chuyện với khách mời thì chúng tôi cũng gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Kính thưa quý vị và các bạn, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm vừa bị bắt sau khi vừa xuống sân bay Nội Bài sau 14 ngày bỏ trốn. Thông tin được Bộ Công an xác nhận vào chiều ngày 4 tháng 1. Chiều ngày 4 tháng 1, Bộ Công an phát đi thông báo, cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ đã tiếp nhận bị can Phan Văn Anh Vũ. Theo đó, bị can Vũ vi phạm luật di trú của Singapore và bị trục xuất. Khoảng 15 giờ 20 phút chiều ngày 4 tháng 1 tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, có nhiều người mặc sắc phục an ninh, phía bên ngoài nhiều ô tô mang biển công vụ đậu sẵn. Một hãng hàng không Việt Nam xác nhận có tên hành khách Phan Văn Anh Vũ trên chuyến bay xuất phát từ Singapore lúc 13 giờ 25 phút giờ địa phương, đến Nội Bài lúc 15 giờ 37 phút. Kính thưa quý vị và các bạn, hai trẻ em thiệt mạng, 8 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, thiệt hại nặng nề về người và của. Đây là số liệu tạm thống kê sau vụ nổ ngày 3 tháng 1 tại Yên Phong, Bắc Ninh. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 1 trên địa bàn xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh, xảy ra một vụ nổ lớn khiến nhiều người tỉnh giấc. Theo người dân địa phương cho biết, vụ nổ xuất phát từ một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, làm sập 5 ngôi nhà, kế bên vùi lấp nhiều nạn nhân. Nhiều nhà khác bị tốc mái, vỡ kính, các loại đầu đạn súng trường xuất hiện ở nhiều nơi. Đại diện chính quyền sở tại thông tin vụ nổ lớn đã làm hai cháu bé bị tử vong, có 4 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu nên dẫn đến nổ. Ngày 4 tháng 1, Bộ Quốc phòng cho biết đang tích cực điều tra một cá nhân thuộc binh chủng công binh được cho liên quan đến vụ nổ ở Bắc Ninh. Cơ quan chức năng của Bộ đã tới Bắc Ninh đến những đơn vị theo lời khai ban đầu của chủ kho phế liệu để xác minh. Cụ thể thế nào, Bộ sẽ thông tin tiếp, một nguồn tin cho hay. Trước đó, vào chiều ngày 3 tháng 1, làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Văn Tiến, 54 tuổi, chủ kho phế liệu bị phát đổ, khai mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12,7mm và 14,5mm từ một người thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, binh chủng công binh. Vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần vui vẻ. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.